Hôm nay chúng ta học bài thứ 6 trong loạt bài về cuộc sống phước hạnh, tức là cuộc đời của Abraham. Sau cái cuộc chiến biển chết, The Dead Sea War, thì Abraham đã diện kiến hai vị vua, Melchizedek, vua Salem, và Bera, vua của Sodom. Một thời gian ngắn sau, thì ông diện kiến một vị vua thứ ba. Vị vua này là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, vì chính Đức Chúa Trời toàn năng đã đến viếng thăm Abraham. Và cuộc viếng thăm này được ghi lại ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 15. Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Sau cái việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Abraham qua một khải tượng. Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là cái thuẫn cho con, phần thưởng của con sẽ rất lớn. Nhưng Abraham thưa, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ làm điều gì, cho con điều gì? Con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là Eliezer, người Đa Mách. Abraham còn nói, này, Chúa đã làm cho con tuyệt tự, và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Đức Giê-hô-va phán với Abraham, đó không phải là người thừa kế của con đâu. Nhưng người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. Ngài dẫn ông ra ngồi và bảo, hãy nhìn lên bầu trời, và nếu con đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Rồi Ngài lại nói với ông, dòng dõi con cũng sẽ như thế. Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là người công chính. Đức Giê-hô-va cũng phán với Abraham, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đem con ra khỏi U-rơ thuộc Canh-đê để ban cho con đất này làm sản nghiệp. Nhưng Abraham thưa, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất này? Ngài đáp, con hãy đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim ngói và con bồ câu con. Abraham dâng lên Ngài tất cả những lễ vật trên, xẻ chúng ra làm đôi và để mỗi bên một nửa đối nhau, nhưng không xẻ đôi các loài chim. Chim săn mồi xà xuống trên các con thú chết đó, nhưng Abraham đuổi chúng đi. Khi mặt trời vừa lặn, Abraham chìm vào một giấc ngủ mê, và này bóng tối mịt mùng, kinh hãi và dày đặc ập xuống trên ông. Đức Giê-hô-va phán với Abraham, con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ và bị chúng áp bức trong 400 năm. Nhưng ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch, và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải. Về phần con sẽ hưởng tuổi già hạnh phúc, rồi bình an trở về với tổ phụ mình trong mồ yên mã đẹp. Đến thế hệ thứ tư, dòng dõi con sẽ trở lại đây, vì tội ác của dân Amorít hiện chưa đến cực độ. Khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm, kia có một lò lửa đang bốc khói, một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xé đồi. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước với Abraham rằng, ta ban cho dòng dõi con đất này từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrat, là đất của các dân Kenit, dân Kenesit, các Moronit, Hetit, Ferisit, Pheraim, Amonit, Canaan, Girgashit và Jebusit. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lạy Chúa Trời toàn năng của chúng con, cuối xin Chúa Ngài đến với chúng con trong thời giờ này, phán dạy với lòng của chúng con. Xin mở tai của chúng con để nghe được tiếng phán của Chúa. Xin mở mắt tâm linh của chúng con để thấy được vinh quang của Ngài. Xin Chúa cho chúng con nhận biết được quyền năng của lời Chúa hứa, để chúng con được gây dựng ở trong Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Con cầu xin Chúa Ngài cai trị trong thời giờ này bởi thần linh của Chúa, để những lời nói của môi miệng con và suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Và xin Cha ban cho chúng con năng lực của Chúa Thánh Linh để sống theo lời Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen. Mặc dù Abraham có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời,
nhưng ông không có được miễn trừ khỏi các hoàn cảnh của cuộc sống, và ông cũng không được miễn nhiễm với những phản ứng chung của con người. Rõ ràng là ông rất buồn bực trước những sự kiện dẫn đến chuyến mạo hiểm quân sự của ông vì cớ cháu trai của mình là Lót. Và sau đó, sau khi đã chiến thắng và trở về, thì Kinh Thánh nói rằng sau những việc đó, Đức Chúa Trời hiện đến với ông trong giấc mộng và nói là đừng sợ. Tức nghĩa là ông đang sợ, ông thấy ông có những lời hứa tuyệt vời từ nơi Chúa, nhưng bây giờ sau khi đã chiến thắng thì có một cái sợ đến với ông. Tại sao ông sợ? Và Chúa nói với cái đầy tớ đang lo lắng của Ngài: hỡi Abraham đừng sợ, ta là cái khiên của ngươi, là phần thưởng vô cùng lớn lao của ngươi. Và sáng hôm nay chúng ta thấy được cái quyền năng của lời Chúa hứa. Có ba điều mà chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là lời hứa của Chúa đánh tan mà sợ hãi của chúng ta. Thứ hai là lời hứa của Chúa đốc thúc đức tin của chúng ta. Và thứ ba là lời hứa của Chúa định đoạt tương lai của chúng ta. Thứ nhất là lời hứa của Chúa đánh tan sự sợ hãi. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1 nói rằng sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Abraham qua một khải tượng: hỡi Abraham đừng sợ, ta là cái thuẫn cho con, phần thưởng của con sẽ rất lớn. Chúa đã đến với Abraham để bày tỏ chính Ngài cho ông. Và đây là lần đầu tiên mà cái cụm từ lời của Đức Giê-hô-va đến được xuất hiện ở trong Kinh Thánh. Cái cụm từ này được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Và đây là một trong những ơn phước lớn nhất của chúng ta là con cái của Chúa. Lời của Chúa đến. Quý vị có thể mất tất cả, nhưng nếu quý vị còn lời của Chúa thì quý vị chưa mất gì cả. Quý vị còn vẫn còn sở hữu rất nhiều. Amen. Nên tất cả mà chúng ta vẫn còn lời Chúa là chúng ta chưa mất gì. Và thật là sự là một cái sự rủa xả cho một đất nước hay một cá nhân nào mà khan hiếm lời của Chúa vì không biết quý trọng lời của Ngài. Amos đoạn 8 câu 11 nói rằng này, những ngày đến sẽ đến khi ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va. Như vậy lời của Chúa có đến với quý vị không? Quý vị có được nghe lời của Chúa không? Ở đây Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa đến với Abraham. Lời của Chúa ngày nay có còn đến với chúng ta không quý vị? Còn chứ. Lời của Chúa đến với chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là ngôi lời, Ngài chính là lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu đến với chúng ta, Ngài hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta. Và lời đó là gọi là lời nhập thể, the incarnate word of God. Và lời của Chúa cũng có thể đến với chúng ta qua Kinh Thánh, là lời thành văn của Đức Chúa Trời, the written word of God. Cho nên khi chúng ta đến với lời của Chúa thì lời của Chúa đến với chúng ta. Lời của Chúa có thể đến với chúng ta mỗi ngày. Quý vị được tương giao Đức Chúa Trời và Ngài bày tỏ chính Ngài cho quý vị. Và khi quý vị tiếp cận với lời của Chúa, đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, thì Chúa, lời của Chúa đến với quý vị. Quý vị có biết rằng quý vị được phước hơn ông Abraham không? Ông Abraham thì bao lâu thì lời Chúa đến với ông một lần? Lâu lâu mới đến một lần, phải không? Còn chúng ta thì được phước hơn là tại vì lời của Chúa có thể đến với chúng ta mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta nhớ đến Chúa, suy nghĩ đến Chúa, nhận biết sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta có lời nhập thể của Chúa ở với chúng ta, đó là Chúa Giê-xu. Và rồi mỗi khi chúng ta đến với lời của Chúa, học lời của Ngài, thì lời của Chúa đến với chúng ta qua lời thành văn của Ngài. Như vậy quý vị thấy đó có phải là một diễn phúc lớn không? Quý vị có muốn lời Chúa đến với mình không? Tôi khích lệ quý vị, nếu chưa tham gia những lớp học Kinh Thánh, xin tham gia những lớp học Kinh Thánh. Chúng tôi cảm ơn Chúa Hội Thánh có 3 buổi học Kinh Thánh, có tuần tới 4 lần. Là thứ 3 qua Zoom, thứ 4 với bà phụ nữ 2 tuần 1 lần qua Zoom,
rồi thứ sáu, rồi sáng chủ nhật. Cho nên xin kính lễ quý vị cùng tham dự. Cảm ơn Chúa vì có những người từ Úc, từ Việt Nam cũng tham dự với chúng ta. Mà khi chúng ta còn ở bên hè đây mà chúng ta không có chịu tham dự thì uổng lắm quý vị. Cho nên chúng ta hãy bước vào để cùng học lời của Chúa với nhau. Vì chúng ta có muốn nghe được Chúa, lời của Chúa đến với chúng ta không? Có chứ. Như vậy thì lời của Chúa đã đến với Abraham thì lời của Chúa cũng có thể đến với chúng ta nữa. Mà chúng ta phải có lỗ tai để lắng nghe lời của Chúa. Qua lời của Chúa chúng ta học biết được ba chân lý, là đem lại cho chúng ta sự an ủi, khích lệ và sức mạnh suốt cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta có lời của Chúa và chúng ta không còn sợ hãi nữa. Ba điều đó, thứ nhất là cái sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể ban lại cho chúng ta sự bình an. Khi lời Chúa phán đừng sợ, thì quý vị còn có lý do gì để sợ nữa không? Chúa đến với quý vị, Chúa nói là đừng sợ. Abraham cần cái sự bình an, vì có lẽ ông đang lo sợ sẽ bị các vua mà ông đã đánh bại đó, bây giờ chúng sẽ quay trở lại để mà trả thù. Và đang khi Abraham lo sợ thì Đức Chúa Trời đã đến đem cho ông sự bình an. Ông Abraham bước đi ở trong đường lối của Chúa và ông đã kinh nghiệm được sự bình an của Chúa. Cho nên khi quý vị bước đi trong đường lối của Chúa, quý vị cũng sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa trong lúc nguy nan. Và thưa quý vị, đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh. Sách Thế Ký có nhiều cái lần đầu tiên lắm. Và đây là lần đầu tiên mà có cái cụm từ là đừng sợ. Và cụm từ này nó được lặp lại xuyên suốt Kinh Thánh. Cho đến Khải Huyền chúng ta cũng thấy có cụm từ này, đừng sợ. Cái theo bản ESV thì cụm từ này được lặp lại là 33 lần trong suốt Kinh Thánh. Cho nên mỗi ngày trong tháng chúng ta đều có ít nhất một lời mà Chúa nói rằng đừng sợ. Không? Đừng sợ. Chúng ta có hơn, chúng ta có dư lời Chúa phán đừng sợ cho mỗi ngày ở trong tháng. Tạ ơn Chúa vì mỗi ngày chúng ta được Chúa nhắc đừng sợ. Nhưng hãy tin cậy vào sự hiện diện yêu thương của Chúa ở với chúng ta. Đừng sợ. Và thứ hai là chúng ta nhận được sự bảo vệ qua lời của Chúa. Chúa đến và Chúa nói rằng đừng sợ, vì ta là cái thuẫn cho con. Lời Chúa với Abraham rằng Ngài là cái thuẫn của ông. Và đặc biệt thích hợp vì nó đến cái sau những điều này, sau những việc đó. Tức là sau khi Abraham cho thấy rằng ông không muốn liên minh với các vua của Sodom và Gomorrah hoặc những người giống như các ông ấy. Bây giờ ông một mình, một thân một mình, một cái trang trại, Abraham gia trang. Cái trang trại của ông đó có những người đầy tớ của ông, cũng là những chiến binh của ông ở đó. Nhưng bây giờ quân địch rất là đông, mà Chúa nói rằng ông, con đừng lo, ta, chính ta đây là cái thuẫn của con. Có Chúa là cái thuẫn thì tốt hơn nhiều. Nương cậy vào Chúa là tốt hơn nhiều là nương cậy vào vua Sodom hoặc là vua Gomorrah hoặc tất cả những vị vua trong vùng đó. Đó. Chúa nói với ông, Chúa hứa rằng ta chính là người sẽ bảo vệ các con. Ai sẽ bảo vệ quý vị khỏi sự tấn công của kẻ thù là ma quỷ? Ai sẽ bảo vệ quý vị khỏi sự chống đối của những người trong trần gian này? Những người chống đối Chúa, ai sẽ bảo vệ quý vị? Như Abraham đã huấn luyện cho các gia nhân thành những chiến sĩ phòng hờ khi quân địch tấn công, chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để bảo vệ niềm tin và nếp sống của chúng ta khỏi sự đàn áp của xã hội vô tín này, bằng cách tranh đấu cho công lý với những lá phiếu. Nhưng nếu Chúa không phải là thuận đỡ cho chúng ta thì chúng ta đã đánh mất đi cái sự bảo vệ lớn nhất, và chúng ta trở thành mục tiêu dễ dàng cho sự tấn công của quân thù. Chúng ta làm những gì chúng ta cần phải làm, nhưng chúng ta để lòng trông cậy nơi Chúa để được Ngài bảo vệ. Chúng ta không có cậy vào những luật lệ của trần gian hay là những người mà chúng ta bầu lên để bảo vệ chúng ta, mặc dù chúng ta phải làm tròn cái bổn phận người công dân. Nhưng mà Chúa là thuận chè của chúng ta. Ngài là nơi kiên cố để chúng ta ẩn nấp.
Ngài là vầng đá muôn đời của chúng ta, và chúng ta đến với Chúa và được Chúa che chở. Và thứ ba là không những Chúa là sự bình an, Ngài ban sự bảo vệ, Ngài ban sự ban thưởng cho chúng ta. Ban thưởng. Chúa nói rằng phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abraham được yêu cầu rằng hãy tin rằng cái hành động đức tin của ông cuối cùng sẽ được chứng tỏ là một hành động khôn ngoan, một hành động đúng. Mặc dù Abraham từ chối cái giải thưởng của vua Sodom. Vua Sodom thì khi Abraham có công trạng rất lớn là đã đem đi và đã giải thoát được những tù binh và lấy lại những cái tài vật đã bị mất. Và ông đem về thì bây giờ vua Sodom có một cái giải thưởng cho ông. Và ông cứ lấy hết tài vật đi, còn trả người lại cho tôi. Nhưng mà Abraham nói không, tôi không muốn ông phải, ông nói rằng tôi làm cho Abraham được giàu có. Cho nên ông Abraham đã từ khước cái lời đề nghị của vua Sodom. Ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho ông một cách hậu hỷ vì ông tôn vinh Chúa và tin cậy nơi Ngài. Và Chúa hứa với ông rằng phần thưởng của con sẽ rất lớn. Ông sẽ không phải bị quân thù cướp phá, nhưng sẽ được sống ở trong sự hòa bình và thành vượng. Và Chúa cũng sẽ ban thưởng cho quý vị tùy theo gì? Tùy theo công việc quý vị làm. Đó. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 nói rằng: này, ta sắp đến, đêm giải thưởng theo với ta, để báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Cho nên nếu quý vị tung tín hầu vị Chúa, phục vụ Chúa, thì Chúa sẽ ban phần thưởng. Ngài hứa chắc điều đó. Ngài không những chỉ là cái thuẫn đỡ, là người che chở bảo vệ chúng ta, nhưng mà Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ông Abraham có hai nỗi sợ. Cái nỗi sợ thứ nhất là sự nguy hiểm. Mà Chúa đến cho nói: đừng lo, ta sẽ bảo vệ con, ta sẽ ban thưởng cho con sẽ không mất mát gì. Nhưng mà ông có một cái lo sợ thứ hai nữa, là ông sợ không có con nối dõi. Quý vị có thấy được không? Ông sợ không có con nối dõi. Và Abraham không có đáp lại bằng một cái cách thụ động về cái khải tượng, mà lại bằng một cái câu hỏi vô tình thổ lộ cái nỗi niềm của ông, cái tâm tư của ông, cái sự thống khổ của lòng của ông. Và ông ao ước có một điều, có cái tính rất là xác thực: Chúa ơi, Chúa bảo vệ con tốt, con cảm ơn Chúa, Chúa sẽ ban thưởng cho con tốt, con cảm ơn Chúa, nhưng mà Chúa ơi, con không có con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã cho con được đầy đủ hết, có công ăn việc làm, có tất cả, nhưng Chúa ơi, con cảm thấy cô đơn quá à. Chúa cho con có một ai kính sợ Chúa để cùng đồng hành với con trên bước đường này. Chứ sao mà ba mươi mấy tuổi rồi mà con chưa có chồng. Con chờ đợi đến bao lâu nữa đây Chúa? Chúa ơi, con có tất cả mà bây giờ con thấy ai cũng có gia đình vui vẻ, xin Chúa cho con cũng được có gia đình như vậy. Abraham, ông dường như là không có để ý đến cái điều mà Chúa hứa với ông. Cái lời hứa về sự bảo vệ của Chúa cũng như sự ban thưởng của Ngài dường như là không quan trọng đối với Abraham. Vì ông nghĩ thế này: mình có bảo vệ được tài sản, hay là mình tài sản mình có tăng lên bao nhiêu đi nữa, thì cuối cùng cũng đâu có ai được hưởng đâu. Cái người đầy tớ thân tín đó sẽ được hưởng. Theo như phong tục của thời bây giờ, nếu một người mà không có con đó, một người mà tuyệt tử đó, thì cái người quản gia trung tín sẽ được hưởng cái gia tài đó. Cho nên ông Abraham cũng tự thương hại cho mình. Ông nói lạy Chúa, lạy Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ co cho con điều gì? Con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là Eliezer, người đã mất. Abraham còn nói: này, Chúa làm cho con tuyệt tự, và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Quý vị có đếm được bao nhiêu chữ con mà ông nói không? Chỉ trong hai câu mà thôi mà ông lặp đi lặp lại: con, không như thế chứ mình ông thôi à.
Ông tự thương hại cho mình. Tiếng Anh gọi là có ông has a pity party, right? Tức là ông thương hại cho mình, không có con nối dõi. Và hai lần ông lặp lại, ông nói con không có con bị tuyệt tự. Ông than phiền như thế. Và Abraham sợ rằng một cách nào đó cái lời hứa rằng tất cả dân tộc sẽ được phước qua dòng dõi của ông, sẽ được phước qua ông, mà ông sợ rằng cái điều đó không có nhất thiết là sẽ qua, sẽ rằng ông sẽ là người cha của một đứa trẻ. Ông đối diện với sự suy nghĩ rằng có lẽ Chúa sẽ thực hiện lời hứa này qua một cái cách nào khác, có thể qua cái thông lệ mà có thể hoàn toàn được thời bây giờ chấp nhận, đó là qua người đầy tớ trong thân tín của ông. Mà đây là điều Abraham không có muốn. Ông không muốn, và ông nói, ông không phải giữ trong lòng mà ông nói rõ ra. Ông nói Chúa ơi, con không có muốn cái Eliezer đó là hưởng gia tài của con đâu. Con muốn đứa con của con à. Chúa ơi, Chúa làm cho con bị tuyệt tự rồi. Có lẽ chúng ta cần phải lưu ý tới cái bản chất của đức tin của Abraham. Đức tin của ông không phải là không có cái yếu tố sợ hãi. Đức tin của ông không phải là không có cái yếu tố nghi ngờ. Ông tin nơi Chúa, nhưng mà có lúc ông cũng sợ. Ông tin nơi Chúa, nhưng mà có lúc ông cũng nghi ngờ. Nhưng mà thưa quý vị, nghi ngờ là dấu hiệu của đức tin. Tại vì nếu mà tôi không tin cái điều gì á, thì tôi đâu có nghi đó đâu. Không tin thì tôi chứ nghi gì nữa. Nhưng tại vì mình tin, cho nên có nhiều lúc mình thấy nó chưa có đúng như vậy, mình mới nghi chứ. Ông Abraham, ông nói điều Chúa hứa ban dòng dõi mà bây giờ 70 mấy tuổi rồi chưa có con, thì ông nói là không biết Chúa hứa như vậy mà Chúa sẽ lành, mình có hiểu có đúng hay không đây. Có thể là Chúa hứa qua dòng dõi của mình, là ý Chúa nói là qua ông Eliezer, người thân tín của mình. Ông nghi ngờ, nhưng mà Chúa rất là kiên nhẫn, phải không quý vị? Chúa kiên nhẫn để nâng đỡ đức tin của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy cái điều này xảy ra rất là nhiều người. Ông Thomas nói rằng nếu mà tôi không có rờ cái tay vào trong cái tay của Chúa và không có Chúa thì tôi không có tin. Mà Chúa nâng đỡ đức tin của ông, mà Chúa hiện ra cùng ông. Khi mà cái người mù đến với Chúa thì Chúa nâng đỡ đức tin bằng cách Chúa lấy nước miếng nhổ lành buồn và đeo lên mắt của ông. Mà ngươi thấy gì không? Chúa nâng đỡ đức tin của chúng ta. Cho nên quý vị ơi, cảm ơn Chúa. Vì có lẽ trong thời gian này quý vị phải chờ đợi quá lâu, quý vị mong muốn có những khao khát trong lòng của mình, hoặc Chúa hứa ban cho nhưng mà quý vị chưa nhận được. Bây giờ làm sao đây? Chúa ban lời hứa của Chúa để nâng đỡ đức tin của chúng ta. Chúa ban lời hứa của Chúa để nâng đỡ đức tin, để đốc thúc đức tin của chúng ta. Chúa giúp cho chúng ta được lớn lên ở trong đức tin. Không phải lúc nào Chúa cũng trả lời cho tôi tớ của Chúa khi họ có đặt vấn đề với Chúa. Nhưng mà trong trường hợp này, Chúa đã trả lời cho Abraham. Khi mà Abraham nói rằng Chúa ơi con không có con, Chúa ơi con sẽ tuyệt tự, thì bây giờ Chúa bảo ông như thế nào trong câu 4? Đức Giê-hô-va phán với Abraham, đó không phải là người thừa kế của con đâu, nhưng từ người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. Lời hứa này không chỉ cho Abraham biết ai sẽ là người con của ông, nhưng mà những sự kiện tiếp theo cho chúng ta thấy rằng Chúa đã có một cái chương trình cho ông, và Chúa muốn đánh tan đi những cái sự lo sợ của ông và nâng đỡ đức tin của ông. Cho nên Ngài khẳng định với ông rằng người đó không phải là người thừa tự của con đâu, nhưng mà người từ trong gan ruột của con ra, là Sarai sẽ là mẹ của đứa trẻ do con là cha. Rồi Chúa bảo ông như thế nào? Hãy nhìn lên bầu trời, và nếu con đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ông vâng lời, và sau đó được Chúa bảo dòng dõi con sẽ như thế. Bây giờ bởi con mắt bình thường của chúng ta đếm được bao nhiêu ngôi sao quý vị?
Người ta nói là trong một cái đêm mà trong trời trong á, thì chúng ta có thể đếm được 1.200 ngôi sao. Tôi không biết quý vị có mắt tỏ để mà đếm được không, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là cho tôi có hai con mắt, và cảm ơn Chúa cho tôi có cặp mắt kiếng. Vì nếu mà lấy mắt kiếng ra thì tôi không có thấy đâu mà đếm cả. Nhưng mà bởi con mắt của chúng ta đó, chúng ta có thể đếm được khoảng 1.200 ngôi sao. Nhưng mà chúng ta biết không phải chỉ có 1.200 ngôi sao, phải không quý vị? Là Chúa nói rằng giống như là sao? Như cát trên bờ biển. Làm sao mà đếm được? Và Chúa hứa cho ông như thế. Và cái kết quả đáng ngạc nhiên là không chỉ ở chỗ Abraham tin những gì Chúa bảo, mà là ông tin nơi Chúa. Ông tin Đức Giê-hô-va. Ông không phải chỉ tin cái lời hứa của Chúa, mà ông tin nơi Đức Giê-hô-va. Ông tin Chúa là đấng thành tín. Ông tin Chúa là đấng chân thật. Ông tin Chúa là đấng sẽ làm giữ lời trọn lời hứa của Ngài. Ông tin nơi Chúa, cho nên Kinh Thánh nói rằng nên Ngài kể ông là người công chính. Đây là một câu Kinh Thánh tuyệt vời về sự xưng công nghĩa bởi đức tin. Cái câu này tuyên bố rằng quý vị đạt được sự cứu rỗi, đạt được sự công chính không phải bởi những việc làm công đức của mình, nhưng bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là người công chính. Abraham không được cứu qua việc tuân giữ luật pháp, vì lúc đó chưa có luật pháp, Chúa chưa ban cho luật pháp. Để đến thời ông Môi-se Chúa mới ban cho luật pháp, cho nên lúc đó chưa có luật pháp. Và ông được xưng công chính không phải bởi ông làm phép cắt bì, tại vì lúc đó Chúa chưa có dạy ông làm phép cắt bì. Nhưng mà sao? Vì ông tin lời Chúa rằng ông sẽ được làm cha, chỉ vậy thôi. Mà Chúa kể ông là người công chính. Khi chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta tôn kính Chúa. Quý vị chọn cái nào? Nếu mà quý vị đi làm mà được chủ thương với được chủ tin, quý vị thích cái nào hơn? Hay là nếu có bạn mà được bạn thương với, hay là bạn được bạn tin, thì quý vị thích nào hơn? Có người nói là tin, đúng không? Cái là cái khi mà người ta tin nơi chúng ta, tức là chứng tỏ rằng chúng ta là người đáng được họ tin, đáng họ được tin cậy. Và điều đó nó tôn vinh chúng ta, phải không? Khi chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa. Ngài là đấng thành tín, là đấng chân thật. Vì cớ đó Chúa kể chúng ta là người công chính. Sự công chính của Abraham được ban cho ông không căn cứ vào chính ông, nhưng căn cứ vào Chúa. Cảm ơn Chúa. Và ông John Calvin, nhà cải cách hội thánh, khi bình luận về câu này, câu kinh thánh này, ông đã viết: không ai trong chúng ta có thể hình dung được giáo lý phong phú và ẩn chứa trong câu này, trừ khi sứ đồ Phaolô đã đốt cái ngọn đuốc cho chúng ta. Có lẽ những người trong thời cựu ước, mà ngay cả thời tân ước, họ chưa hiểu được cái điều này, cho đến khi sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma, cũng như trong thư Galati, và trong lời giảng dạy của ông khắp nơi, rằng sự cứu rỗi đến bởi đức tin là Đức Chúa Giê-xu Christ, không phải bởi việc công đức chúng ta làm, nhưng hoàn toàn do ân sủng của Chúa. Và trong Roma đoạn 4 câu 3 đến câu 5, Phaolô đã cho chúng ta thấy rõ điều này. Vì Kinh Thánh nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ. Còn đối với người không làm việc nhưng tin vào đấng xưng công chính cho người có tội, thì đức tin của người ấy được kể là công chính. Thì bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa mà chúng ta được Chúa kể là công chính. Và chân lý này có nghĩa đen then chốt với bất cứ cái lời tuyên bố phúc âm nào của đấng Christ, vì nó trả lời một trong những cái câu hỏi quan trọng nhất ở trong đời con người của chúng ta. Và từ thời xưa người ta đã hỏi rồi, là làm sao để một con người tội lỗi mà được kể Chúa kể là công chính. Cho nên trong Gióp đoạn 25 câu 4 nói rằng làm sao Đức Chúa Trời có thể xem loài người là công chính được. Tại vì sao? Chúng ta biết được mình không phải là công chính mà. Mình biết mình là người có tội. Bây giờ làm sao Đức Chúa Trời công chính có thể kể chúng ta người tội lỗi là công chính được?
Làm sao mà Chúa có thể làm được điều đó mà Chúa vẫn là công chính, Chúa vẫn là chân thật? Là nhờ ơn của Chúa Giêsu Christ. Nhờ ơn của Chúa Giêsu Christ chết thay cho chúng ta, huyết của Chúa rửa sạch mọi tội của chúng ta và Chúa ban cho chúng ta sự công chính của Ngài. Cho nên chúng ta được Chúa kể là người công chính. Bởi công ơn của Chúa Giêsu Christ, chúng ta được kể là người công chính và Đức Chúa Trời vẫn là công chính khi tuyên xưng chúng ta là người công chính. Và Phaolô viết thêm ở trong thư tín mà ông gửi cho người Galati như thế này: Kinh Thánh đã thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: mọi dân tộc sẽ nhờ con mà được phước. Vì thế ai tin thì được hưởng phước với Abraham là người có lòng tin. Cảm ơn Chúa. Tôi tin, quý vị tin, chúng ta cùng được hưởng phước với Abraham là người có lòng tin. Gia-cơ đã cân nhắc cái đóng góp của mình bằng cách trích dẫn cùng một đoạn kinh thánh, cùng cái câu kinh thánh là Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là công chính. Thì Gia-cơ đã cho thấy rằng đức tin không có việc làm là chết. Cái đức tin nó hành động qua cái việc vâng phục Chúa. Và tất cả những cái ứng dụng ở trong kinh thánh này cho thấy được cái tầm quan trọng của cái câu kinh thánh này ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 15. Câu thứ 6 này, Đức Giê-hô-va kể, ông tin Đức Giê-hô-va và Ngài kể điều đó cho ông là công chính. Và Đức Chúa Trời đã kích thích đức tin của Abraham qua lời hứa của Ngài để ông học tin cậy nơi Chúa cho tất cả mọi phương diện trong cuộc sống của ông. Cũng giống như cách mà Đức Chúa Trời đã nâng đỡ đức tin cho Abraham, Chúa cũng muốn nâng đỡ đức tin của chúng ta để chúng ta tin tưởng ở nơi Chúa và giao tất cả cuộc đời của chúng ta ở trong tay quyền năng của Chúa. Như vậy chúng ta học được là gì? Thứ nhất là lời của Chúa có quyền năng để đánh tan mọi sợ hãi của chúng ta. Amen. Và thứ hai, lời của Chúa có quyền năng để đốc thúc đức tin của chúng ta, làm cho đức tin của chúng ta được mạnh mẽ. Và thứ ba, chúng ta thấy ở đây lời của Chúa định đoạt tương lai của chúng ta. Abraham đã ý thức rõ ràng Chúa đã gọi ông ra khỏi Ur-sơ và lời hứa của Ngài rằng ông sẽ thừa hưởng đất Canaan. Và Chúa đã lặp lại lời đó ở trong chương đoạn 15 này. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đem con ra khỏi Ur-rơ thuộc Can-đê để ban cho con đất này làm sản nghiệp. Cho tới hiện tại thì ông chưa có một cái thành nào cả. Có lẽ là ông chỉ định cư, tạm cư tại một cái vùng nào đó, hay là phải dời từ nơi này đến nơi khác. Nhưng mà Chúa hứa với ông rằng Chúa sẽ cho ông đất này làm sản nghiệp. Và ông nói rằng: Lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va, làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất này? Ông hỏi Chúa như thế: làm sao con biết được? Chúa nâng đỡ đức tin của ông. Chúa nói rằng: con chắc chắn sẽ thừa hưởng đất này. Bây giờ Chúa bảo ông lập một cái chỗ, rồi sắm những cái con thú vật để làm một cái nghi lễ cổ truyền, để lập một cái giao ước với ông. Chúa muốn nâng đỡ đức tin của ông bằng cách lập một giao ước với ông. Một giao ước là một cái điều không thể nào lay chuyển. Khi mà ngày xưa đó hai nhóm người có một giao ước với nhau sẽ sống chung hòa bình với nhau hay là như thế nào đó, thì họ lập một giao ước bằng cách mà giống như là cách mà Chúa bày cho Abraham. Ở trong câu 9 thì Chúa bảo rằng: con hãy đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim ngói và một con bồ câu con. Abraham vâng lời. Ông dâng lên Ngài tất cả những lễ vật trên, xẻ chúng làm đôi và để mỗi bên một nửa đối nhau, nhưng không xẻ đôi các loài chim. Chim săn mồi xà xuống trên các con thú chết đó, nhưng Abraham đuổi chúng đi.
Abraham đã chuẩn bị xong và canh đuổi những cây con kền kền, những con chim ưng, là những con nó đến nó muốn ăn những con thú mà ông đã bày ra đó. Và suốt ngày ông đuổi chúng, ông mệt mỏi lắm rồi. Khi mà chiều xuống đêm tới thì ông mệt mỏi và ông chìm trong một giấc ngủ sâu. Kinh Thánh nói rằng khi mặt trời vừa lặn, Abraham chìm vào một giấc ngủ mê. Và này bóng tối mịt mùng, kinh hãi và dày đặc ập xuống trên ông. Mặc dầu lời hứa của Chúa tràn ngập ánh sáng và sự sống, nhưng mà nhiều khi để đạt đến cái điều đó, chúng ta phải đi qua trũng bóng chết, qua trũng của sự tối tăm. Có thể chúng ta phải bước qua những cái nỗi kinh hoàng giống như Abraham đã trải qua. Ông khi đem xuống và ông kinh sợ, kinh hãi. Sự sống vĩnh cửu chắc chắn là cái món quà Chúa cho chúng ta. Nhưng cái món quà đó mang một cái giá khủng khiếp và đáng kinh ngạc đối với người tặng quà. Chúa Giê-xu đã phải trả một cái giá rất lớn. Con cháu của Abraham cũng được vào nơi phước hạnh sau khi trải qua nhiều cái nỗi đau đớn và thử thách. Câu 13, nếu rằng Đức Giê-hô-va phán với Abraham, con phải biết rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ và bị chúng áp bức trong 40 năm. Nhưng ta sẽ phán xét dân tộc và bắt dòng dõi con phục dịch. Sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải. Chúng ta tưởng tượng rằng nếu chúng ta đến với Chúa, tin Chúa thì mọi sự sẽ là an lành, tốt đẹp. Cuộc sống sẽ hanh thông, không bệnh tật, không khó khăn. Nhưng mà Chúa nói sao? Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước thiên đàng. Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước thiên đàng. Chúa hứa cho Abraham đất Canaan làm đất hứa. Chúa nói ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất này. Nhưng mà sao? Trước khi ta ban cho thì phải đi qua xuống Ai Cập, ở dưới đó làm nô lệ. Rồi sau đó sẽ được ra và trở về cùng với nhiều của cải. Cảm ơn Chúa vì chúng ta biết rằng sống đi theo Chúa rất là phước hạnh. Chúng ta có sự bình an, có niềm vui, có niềm hy vọng, tràn ngập tình yêu thương và những khó khăn. Chúng ta có tất cả trong Chúa đó, nhưng mà không phải là không có gian nguy khốn khổ. Cho nên quý vị, những thử thách đến với quý vị, đừng có đó coi đó là lạ, nhưng hãy vui mừng. Vì Chúa chúng ta là đấng thành tín, Ngài sẽ làm trọn điều Ngài hứa cho chúng ta. Chúa trì hoãn, không có cho liền. Là tại sao? Vì Chúa là đấng công chính. Những người ở trong xứ đó chưa có gian ác đủ để mà Chúa tuyệt diệt họ. Cho nên Chúa chờ đợi, Chúa kiên nhẫn cũng đối với dân trong xứ nữa. Và đến khi tội ác của họ tràn đầy, tức là tới cực độ rồi, thì lúc đó Chúa mới đem dân của Chúa trở về. Và vì tội lỗi của họ đã đến cực độ, cho nên Chúa tiêu diệt tất cả những dân trong xứ đó để cho dân của Chúa đến ở trong xứ đó. Cảm ơn Chúa vì Chúa chúng ta là đấng giàu lòng nhân từ và thương xót, và Ngài là đấng công chính, công bằng. Và Chúa đã lập một giao ước với Abraham. Khi mặt trời và bóng tối bao trùm, kìa có một lò lửa đang bốc khói và một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xe đó. Và Chúa lập giao ước với Abraham. Chúa không đòi hỏi gì nữa Abraham cả, chính Chúa lãnh hết. Chúa đi ngang qua hai con xác xác của những con thú vật đó. Ngày xưa khi mà hai bên mà lập giao ước với nhau á, thì họ cùng dắt tay nhau đi qua giữa hai con thú đó, biểu tượng cho điều gì? Là nếu một trong hai người hay là cả hai mà bội ước thì sẽ bị phân thay giống như những con thú vật đó. Nhưng mà đây thì Chúa không đòi hỏi nữa Abraham. Chúa để cho chỉ một mình Chúa thôi, biểu tượng cái ngọn đuốc đó, Chúa đi qua. Và Ngài làm tròn những gì mà Abraham không thể làm được. Qua Đấng Christ, Đức Chúa Trời cũng lập giao ước với chúng ta.
Và chúng ta không có đem gì vào trong cái giao ước đó ngoại trừ đức tin của chúng ta ở nơi Chúa. Và Chúa Giê-xu đã dùng huyết của Ngài, chính mạng sống của Ngài để lập giao ước với chúng ta. Và như chúng ta vừa dự lễ tiệc thánh, Chúa nói rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Không phải giống như người ta uống máu ăn thề gì đó. Tức là đôi bên phải cắt máu rồi đổ chung vô rồi uống. Không. Chúa chỉ một mình Chúa đổ huyết cho chúng ta mà thôi. Đây là giao ước ở trong huyết của Chúa. Chúa làm tất cả cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa hứa rằng những người xuất thân từ Abraham sẽ được sở hữu vùng đất do Ngài lựa chọn. Và Ngài thậm chí còn đưa ra các chi tiết về cái phạm vi của nó. Và Chúa nói rằng trong ngày đó Đức Giê-hô-va lập giao ước với Abraham rằng ta ban cho dòng dõi con đất này và từ sông cái Ai Rập cho đến sông lớn kia, tức là sông Euphrates. Hiện tại thì dân Do Thái đang ở trong vùng đất đó thôi. Chưa được như vậy nữa. Cái lúc mà thịnh vượng nhất là trong thời Salomon. Salomon thì mới được như vậy. Nhưng mà cái Chúa hứa là sao? Từ sông Ai Cập, tức là cái vạch đỏ ở phía dưới, cho đến sông lớn Euphrates, tức là cái vạch đỏ phía trên, tức là nguyên cả vùng này rộng đắng như thế. Nhưng mà người Do Thái chưa bao giờ chiếm cả cái vùng đó. Cái ngày đó vẫn còn thuộc về tương lai, nhưng nó sẽ đến bất kể cái tình hình bất ổn ngày hôm nay. Ranh giới của vùng đất để lại cho Abraham và dòng dõi con cho thấy rằng dân Israel hiện tại đang bị ép vào ở trong một phần nhỏ của vùng đất này. Và tôi không biết, có thể là một cái biến chuyển lớn ở trong tình hình chính trị của thế giới, và người Do Thái sẽ sở hữu trọn cái vùng đất này. Mình không biết, hãy chờ xem. Và cũng có thể cái lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm trong tương lai khi Đấng Messiah sẽ trở lại. Nhưng mà bài học của chúng ta ngày hôm nay là những lời hứa quý báu của Chúa đã được thực hiện và sẽ được thực hiện trọn cho chúng ta. Chúng ta không còn thì giờ nữa, nhưng chúng ta thấy thế này là những gì Chúa đã làm đảm bảo cho chúng ta những gì Chúa sẽ làm. Chúa đã hứa ban Đấng Messiah đến, Ngài sẽ chịu chết, Ngài sẽ sống lại, Ngài sẽ thăng thiên và Ngài sẽ tái lâm. Bây giờ 4 trong 5 điểm đó đã xảy ra rồi. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, Ngài đã chịu chết, Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên. Bây giờ chúng ta chờ mong Chúa trở lại. 2000 năm trôi qua rồi, sao chế chưa đến? Chúa đang chờ đợi để cho mọi người ăn năn trở về cùng Chúa. Nhưng mà ngày của Chúa đến một cách thinh linh, cho nên chúng ta phải sẵn sàng để nghênh đón Chúa. Chúa đã ban cho ông Abraham dòng dõi của ông được tăng trưởng, và dòng dõi của ông vẫn còn đang được tăng trưởng. Lời hứa đã ứng nghiệm và cũng còn đang ứng nghiệm. Chúa đã cho ông Isaac rồi đông đảo dân trở về chiếm đất hứa. Nhưng mà bây giờ chúng ta là dòng dõi của Abraham qua lời hứa của Chúa. Và hằng ngày Chúa lấy thêm nhiều người vào trong hội thánh của Chúa. Và những ai có đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ thì cũng là người được hưởng phước với Abraham, vì ông là người có đức tin nơi Chúa. Xin ta đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con, có rất là nhiều lời hứa Chúa đã hứa cho chúng con ở trong Kinh Thánh. Lời hứa quý báu nhất là ban cho chúng con Đấng Cứu Rỗi, là Đấng Messiah, và việc đó Chúa đã thực hiện cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Và ngày nay chúng con có lời hứa của Chúa Giê-xu rằng Chúa đi và Ngài sẽ trở lại để đem chúng con đi với Ngài, và chúng con nắm lấy lời hứa đó. Nguyện lời hứa của Chúa đánh tan mọi sự sợ hãi trong chúng con. Nguyện lời hứa của Chúa nâng đỡ đức tin của chúng con. Và nguyện lời hứa của Chúa định đoạt cho tương lai của chúng con. Vì tương lai của chúng con sẽ được đồng trị với Chúa, được hưởng vinh quang với Chúa và được ở mãi với Chúa ở trong vương quốc của Ngài. Nguyện tất cả sự vinh hiển quy thuộc về Chúa đời đời không cùng. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.